Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu dòng phân tần 3 đường tiếng và có cả tét nhạc trong clip ngày hôm nay. Để mời anh em mình xem và anh em mình có cả cái trải nghiệm nghe nhạc nữa. Cái dòng phân tần 3 đường tiếng bát mít chép có những cái quận xeo cho bát, cho mít, cho chép đều cả. Dòng cái phân tần này có model là BT 3 loa, anh em có thể nhìn thấy ở đây họ ghi sẵn trên phân tần. Với cái đấu thì anh em nhìn thấy là nó khá dễ, với điều in là mình đấu ra hậu loa và bát trung tép họ ghi sẵn hết ở đây rồi. Các bác có thể về hàn lấy, hoặc là anh em không hàn lấy thì anh em có thể bảo bên em hàn, thì anh em mất thêm tiền dây thì bên em sẽ hàn luôn. Và sau đây em sẽ test một đoạn nhạc ngắn và tí em sẽ quay các thiết bị em test trong ngày hôm nay để mời anh em mình nghe. Đấy, một cái em đấu sẵn ở góc kia, đấu dây vào kìa. Này, đấu qua phần tần. Em test 1 phút thôi cho nó nhanh. Mới nghe bên em thực hiện test nhạc ngắn mà thông qua chiếc phân tần 3 đường tiếng đánh một bát 25, một trung 10 của Casun và một cái tép giấy tròn của BMB. Anh em cảm nhận thế nào với con BMB gần mút như này? Nó đánh thì anh em biết chống đánh rất ấm, rất tốt. Để em quay những sản phẩm em test trong ngày nay cho anh em mình xem. Như đây là chiếc bát BMB 455. Bát BMB 455 có giá bán là 1,1 triệu một đôi, được bao ship toàn quốc. Và tiếp đến là bằng trung Casun 10, model là E4019. Con này trung 10, những cái viền rộng nhất của nó là 11,5 phân. Dòng trung Casun nó mắc một cái lỗi rất là quan trọng luôn, đó là cái lỗi giá nó đắt nhưng còn nó quá hay và quá tuyệt vời, mắc một cái lỗi rất là nghiêm trọng. Trung Casun giá bán 550 một đôi, trung 10 viền 11,5, mắc cái lỗi đắt quá. Nhiều đơn vị đã bỏ buôn dòng Casun vì nó khó bán. Đến tép giấy của BMB, tép giấy tròn 10 có giá bán là 250 một đôi, bao ship toàn quốc. Và phân tần 3 đường tiếng BT 3 loa có giá bán là 300.000 đồng một đôi, được bao ship toàn quốc. Nếu anh em hàn dây thì mất thêm 30.000 nữa là 330.000. Ở một số cái video cách đây khoảng hơn 1 năm hoặc 2 năm thì bên em bán giá nó rẻ hơn một chút, thì nhiều anh em xem phải cái video cũ thì hay thắc mắc cái giá, nhưng bên em bán khoảng 290, 280 thì anh em thông cảm, thì nó khác thời điểm, bây giờ 25 rồi nó thay đổi. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho bên em qua số máy
0904 61 23 23. Và xin chào quý các bạn.